Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đưa hàng trăm công ty Trung Quốc vào sổ đen, Mỹ quyết diệt trừ cộng sản và độc tài. Trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, Donald Trump vẫn miệt mài gia tăng hành động chống lại Trung Quốc khi vừa đưa vào sổ đen hàng chục công ty Trung Quốc được cho là có quan hệ với quân đội nước này, đồng thời tăng thêm lệnh hạn chế thị thực đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng vừa áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với hơn 100 công ty Trung Quốc và Nga được cho là có quan hệ với quân đội của các nước này. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc đưa vào sổ đen các công ty Trung Quốc và Nga dính líu tới quân đội các nước này trên trang web của Bộ này hôm 21 tháng 12 năm 2020. Các công ty xuất khẩu của Mỹ được yêu cầu phải xin giấy phép trước khi họ giao các mặt hàng quy định cho các công ty trong danh sách đen. Có tên trong danh sách này có nhiều công ty hàng không vũ trụ của Trung Quốc như cơ quan tình báo Nga cũng như vậy. Danh sách mới cũng áp dụng cho các công ty đại diện cho rủi ro không chấp nhận được về sử dụng hay thay đổi mục đích sử dụng cho các mục đích quân sự ở Trung Quốc, Nga và Venezuela. Bộ trưởng Thương mại của Mỹ Wilbur Ross đã nói trong một thông báo rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ hiểu tầm quan trọng của việc tận dụng sự hợp tác của các công ty Mỹ và toàn cầu để chống lại nỗ lực từ Trung Quốc và Nga để dùng công nghệ Mỹ phục vụ cho các chương trình quân sự gây bất ổn định của họ. Danh sách ban đầu bao gồm 103 công ty, nhưng một cơ quan liên bộ có thể đưa thêm hoặc xóa tên các công ty này từ danh sách. Được biết, đây không phải là đòn trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với các công ty dính líu đến quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc bổ sung công ty SMIC của Trung Quốc vào danh sách thực thể hạn chế quyền truy cập vào công nghệ then chốt cho phép của Hoa Kỳ vào hôm 18 tháng 12. Mới tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc mà chính phủ xác định có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Trong sắc lệnh này, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc ngày càng bóc lột các khoản đầu tư của Mỹ để cấp vốn cho sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của họ. Lệnh này bị áp dụng lên 31 công ty được Mỹ xác định là vào năm nay là có sự hậu thuẫn của quân đội Trung Quốc. Một danh sách bao gồm các công ty công nghệ và các công ty xây dựng lớn thuộc sở hữu nhà nước cùng những công ty khác. Lệnh cấm cũng sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021. Các nhà đầu tư của Mỹ có thời hạn một năm để tuân thủ các quy tắc này. Lệnh này được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng đến một số tập đoàn lớn nhất của Trung Quốc đã lên sàn chứng khoán bao gồm China Telecom và công ty công nghệ Huawei. Thêm vào đó, vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ra lệnh cho các quỹ hưu trí liên bang bỏ kế hoạch đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Ngoài những công ty có thể dính líu tới quân đội, chính phủ Hoa Kỳ gần đây còn đặt thêm chế tài cho các công ty công nghệ của Trung Quốc. Cũng vào tuần trước, Mỹ cũng đưa thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào một danh sách đen thương mại khác, trong đó có nhà sản xuất chip hàng đầu của nước này là SMIC và nhà sản xuất máy bay không người lái S-Tron Technology của Trung Quốc. Hồi đầu tháng, Ủy ban Viễn thông Liên bang viết tắt là FCC cũng ra lệnh cho các hãng viễn thông Mỹ gỡ bỏ thiết bị do Huawei sản xuất khỏi mạng lưới của họ. FCC cũng bắt đầu quá trình thu hồi giấy phép hoạt động của China Telecom tại Mỹ. Lệnh thay toàn bộ này là động thái mới nhất của Mỹ chống lại Huawei với lý do an ninh quốc gia. Cùng với đó, vào hôm 18 tháng 12 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật cho phép loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ nếu họ không tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của các công ty niêm yết trên sàn Trung Quốc đối với Mỹ. Đạo luật cũng buộc các công ty nước ngoài chịu trách nhiệm cấm chứng khoán của các công ty nước ngoài được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào của Mỹ nếu họ không để cho Ban Kiểm sát Kế toán của Hoa Kỳ kiểm toán trong 3 năm liên tiếp. Dù đạo luật áp dụng cho các công ty từ bất kỳ quốc gia nào, song những người bảo trợ nhắm vào mục tiêu chủ yếu là vào các công ty Trung Quốc được niêm yết tại Mỹ như tập đoàn Alibaba hoặc là công ty công nghệ Pinduoduo hay tập đoàn dầu mỏ Petrochina. Đạo luật này cũng giống như nhiều đạo luật khác có chủ trương cứng rắn hơn với các doanh nghiệp Trung Quốc đã được Quốc hội thông qua với cách biệt lớn vào đầu năm nay. Các nhà lập pháp, những người theo đảng Dân Chủ lẫn thành viên đồng đảng Cộng Hòa của ông Trump thể hiện lập trường cứng rắn như Tổng thống chống lại Bắc Kinh. Đạo luật này cũng sẽ bắt buộc các công ty niêm yết tiết lộ họ thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ nước ngoài hay không. Truyền thông quốc tế cũng cho hay các quan chức Trung Quốc đã mô tả đạo luật này là một chính sách kỳ thị nhằm áp chế các công ty Trung Quốc về mặt chính trị. Và không dừng lại ở đó, vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, Hoa Kỳ còn áp đặt thêm các biện pháp hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 21 tháng 12 về việc tăng thêm lệnh hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết những hạn chế đó sẽ được áp dụng đối với các quan chức được xem là bị quy trách nhiệm hoặc đồng lõa trong chiến dịch đàn áp tôn giáo, các nhóm dân tộc thiểu số, những người bất đồng chính kiến và những người khác. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói trong một tuyên bố rằng nhà cầm quyền độc tài của Trung Quốc áp đặt những biện pháp hà khắc đàn áp quyền tự do ngôn luận, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, quyền lập hội và quyền tụ tập trong ôn hòa của người dân Trung Quốc. Hoa Kỳ đã nêu rõ rằng những kẻ vi phạm nhân quyền như thế không được hoan nghênh ở đất nước chúng tôi. Cũng trong ngày 21 tháng 12, Giám đốc Bộ An ninh Nội địa Mỹ Chuck Wolf cho biết Washington đang xem xét các biện pháp bổ sung đối với Trung Quốc mà ông gọi là mối đe dọa ngày càng tăng đối với Hoa Kỳ. Ông Wolf cho biết Bộ An ninh Nội địa đang tiếp tục xem xét và hy vọng sẽ sớm ban hành lệnh cấm áp dụng trên toàn khu vực đối với các sản phẩm chính được sản xuất bằng lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương, và đặc biệt lệnh cấm nhập khẩu rộng rãi đối với tất cả các sản phẩm vải bông và cà chua đến từ Tân Cương mà chính quyền Trump đã xem xét trong năm trước khi chọn các biện pháp cấm vận ở mức giới hạn hơn nhắm vào các sản phẩm từ các thực thể cụ thể. Ngoài ra, ông Voi còn cho biết Bộ An ninh Nội địa sẽ sớm đưa ra cảnh báo kinh tế nhanh chóng và kinh doanh chống lại việc sử dụng các dịch vụ dữ liệu và thiết bị từ các công ty có liên kết với Trung Quốc, và cho biết Mỹ đang thẩm định lại các thực thể như TCL, nhà sản xuất TV lớn thứ 3 của thế giới. Ông Voi nói Bộ An ninh Nội địa sẽ sớm công bố kế hoạch hành động chiến lược chống lại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dựa trên chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2017 và một văn kiện vào năm 2020 vạch ra hướng đi chiến lược của Mỹ đối với Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đã lên án các biện pháp hạn chế của Mỹ đưa ra. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 22 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói như sau: "Chúng tôi sẽ có các biện pháp trả đũa. Chúng tôi sẽ đề ra các biện pháp chống lại những ai chịu trách nhiệm đã phương hại tới các quan hệ song phương của chúng ta." Và Trung Quốc gần đây cũng đã ban hành các luật mới nghiêm ngặt hơn để hạn chế xuất khẩu các mặt hàng được kiểm soát. Luật này chủ yếu được áp dụng cho xuất khẩu công nghệ quân đội và các sản phẩm khác coi là có thể làm tổn hại đến an ninh quốc gia Trung Quốc. Trong hết nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực gỡ Mỹ ra khỏi mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Ông đã tăng biên thuế đối với hàng giá trị của Trung Quốc hàng tỷ đô la và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số công ty công nghệ nước này. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xuống dốc đến mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ khi hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới tranh cãi về nhiều vấn đề, từ vụ bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán cho đến luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, tranh chấp về thương mại và gián điệp. Lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Quốc là một trong những vấn đề hiếm hoi mà đôi khi ông nhận được sự ủng hộ từ cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 với bản tin "Đưa hàng trăm công ty Trung Quốc vào sổ đen, Mỹ quyết diệt trừ cộng sản và độc tài". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.